Phong trào yêu nước của nhân dân ta sau những năm 1885 có những bước phát triển mạnh, đặc biệt sau khi Chiếu Cần Vương ra đời, khắp các nơi trên cả nước, các cuộc khởi nghĩa của các sĩ phu yêu nước nổ ra như khởi nghĩa Ba Đình, khởi nghĩa Bài Sầy đã khiến cho quân Pháp khiếp sợ. Đáng tiếc sau đó, các cuộc khởi nghĩa đã bị thực dân Pháp đàn áp và dìm trong bể máu. Để giam cầm và thủ tiêu những người yêu nước, thực dân Pháp nhận thấy chúng cần những nhà tù đủ lớn. Chính vì thế, năm 1908, thực dân Pháp đã xây dựng nhà tù Lao Bảo. Nhà tù Lao Bảo có diện tích khoảng 10 hectare, thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, được xây dựng ở một thung lũng cách phía nam quốc lộ 9 khoảng 2 km, cách Đông Hà khoảng 80 km, cách Khe Sanh khoảng 22 km. Trước đó, đây là một vùng hoang vu, phía tây là sông Xê Bôn, phía đông là núi đá cao chót vót, phía bắc là đồi chấn cao Thầy Nguyễn. Lúc đầu, nhà tù Lao Bảo có hai khu nhà giam A và B, chủ yếu giam giữ những người yêu nước của các phong trào Cần Vương, Văn Thanh. Đến năm 1930, thực dân Pháp cho mở rộng thêm hai khu nhà giam C, D và khu hầm E để cầm tù các chiến sĩ cộng sản. Các nhà hoạt động cách mạng nồng cốt của đảng ta như các đồng chí Trần Hữu Dực, đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà thơ Tố Hữu đã ứng bị giam giữ ở đây để bè gầy ý chí chiến đấu của những người tù yêu nước cùng khí hậu khắc nghiệt chỗ rừng sâu nước độc. Thực dân Pháp đã hy hành những chính sách đầy tàn độc như thời Trung Cổ, nhưng sự tàn bạo vẫn không khuất phục được người yêu nước. Trước năm 1930, các sĩ phu yêu nước đã tổ chức các cuộc đấu tranh phản kháng. Cuộc nổi dậy đầu tiên của tù nhân Lao Bảo là cuộc bạo động của các quốc sư phạm thuộc Việt Nam Quốc sư hội và những người trong phong trào Quang Thanh. Ngày 28 tháng 9 năm 1915, sau khi cuộc đấu tranh của các sĩ phu yêu nước năm 1915 thất bại, bọn cai ngục đã thi hành các chính sách khổ sai nặng gấp nhiều lần, khiến ai nói đến nhà tù Lao Bảo là người ta nghĩ ngay đến chốn địa ngục trần gian, dễ đến khó về. Sự hà khắc này được nhà thơ Tố Hữu khắc họa trong bài thơ Lao Bảo viết trên tường nhà lao vào tháng 6 năm 1938, khi ông bị giam cầm nơi đây là Lao Bảo, chốn này đây Lao Bảo, trên đun sôi sùng sục tủy xương tàn, là nơi đây nẫm mồ bao khỗi nào, là nơi đây huyết ứ rưỡi lời than, là nơi đây pháp trường thân chiến sĩ nát bầm da quằn quài, là nơi đây roi đế quốc bảng súng trường quất xẻ thịt hy sinh của những kiếp đi đày. Vào ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì nhà tù Lao Bảo chính thức không còn sử dụng nữa. Cùng với Sơn La, Buôn Mê Thuột, Côn Đảo, nhà đầy Lao Bảo là một nhà tù nổi tiếng ác độc, được xây dựng ở vùng rừng núi heo hút, đầy mùi sốt rét ác tính. Ở miền Tây Quảng Trị, thực tế đã là mồ chôn hàng nghìn người cách mạng bất khuất. Song với tinh thần biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, nhà đầy Lao Bảo trở thành nơi nung nấu lòng yêu nước thiết tha, rèn luyện ý chí kiên cường của các chiến sĩ cộng sản. Hôm nay tại nơi các chiến sĩ yên nghỉ, được cất vang bài hát quốc ca, trái tim của mỗi đội viên trường tiểu học số 2 Lao Bảo càng đập rộn ràng, trào dâng niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn vô hạn với những người con bất tử đã hy sinh cho Tổ quốc và càng yêu thêm Tổ quốc Việt Nam hơn. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước lên dồn vang trên đôi bờ cảnh xa, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, xung ngoài xa chen khúc quen hèn ca, đường vinh quang xây sáng quen thù thang gian lao hồn nhau lập chiến.
lời bài hát của ca đã khép lại, nhưng còn vang mãi trong các buổi sáng thứ hai đầu tuần, vang mãi trong trái tim mỗi đội viên nhi đồng. Lên đội trường tiểu học số 2 Lao Bảo, luôn tự hào được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Lao Bảo anh hùng. Chúng em nguyện đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho dân tộc Việt Nam, cho mảnh đất Lao Bảo yêu dấu, để hôm nay chúng em có cuộc sống yên vui và hạnh phúc.